Hello everyone, now let's sing a song together. Đây là một bài hát rất quen thuộc với các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau hát các bạn nhé. Now please take a look on my video. Welcome to Kids Academy. Hands, tay các bạn đang thực hiện với cô nhé. Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? Thank you everyone. Thank you everyone. Vậy qua bài hát vừa rồi chúng ta đã biết được chủ đề của video này là gì đấy các bạn? Yes, it's about family. Listen. Family. Okay, so now let's talk about your family. Và chúng ta sẽ cùng nhau học cách nói về các thành viên trong gia đình của các bạn nhé. À, để bắt đầu buổi học này, cô muốn chúng mình chuẩn bị cho cô một đồ vật này nào. A pen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ cho cô Father. Okay. Yeah, chúng ta cùng nhau vẽ vào ngón tay cái cho cô nào. Vẽ cho cô hình khuôn mặt father và ngón tay cái. Tiếp theo, ngón tay này, chúng ta sẽ vẽ mother. Okay, mother. So we have father, mother. Các bạn vẽ xong chưa nào? Now look at these. Now I would like you to listen and repeat. Listen and repeat. Hãy nghe và nhắc lại các bạn nhé. Who is this? This is a father. Father. Everyone say it. Father. Father. Giơ ngón tay cái của các bạn lên nào và nói cùng với cô nhé. Father. 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 Từ father có hai tiếng đúng không nào các bạn? Father, and we can call daddy. Father finger, where are you? Here I am, how do you do? Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Father, daddy. And next one, who is the next? This is a mother. Very good. Show me your mother finger. Mother. Từ này cũng có hai tiếng đúng không nào? Now, show me your mother finger. Show me, yeah. Mother. Okay, everyone, listen and repeat. Mother. We can say Mommy, mother, mommy, they are the same, okay? So now let's sing. Mother finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? So we have father, mother. Vậy để giới thiệu các thành viên trong gia đình của mình thì chúng mình hãy cùng nhau nhìn vào bức tranh nhé.
À, đây có một bạn. Bạn đang rất là vui khi được giới thiệu mother và father của bạn ấy cho các bạn nghe đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe xem bạn ấy giới thiệu về father của mình như thế nào nhé. This is my father. 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 Vậy khi giới thiệu về mother thì bạn ấy đã giới thiệu như thế nào? Chúng mình cùng lắng nghe nào. This is my mother. 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 Vậy để giới thiệu về bố của mình chúng mình sẽ nói là This is my father. Còn để giới thiệu về mẹ của mình chúng mình sẽ nói là This is my mother. Bây giờ chúng mình giơ ngón tay lên và giới thiệu cùng với cô nào. Look, this is my father. This is my father. This is my father. Giơ ngón tay này của mình lên, giơ mother finger lên và giới thiệu cùng với cả lớp nào. This is my mother. This is my mother. This is my mother. Vậy là các bạn đã biết cách giới thiệu các thành viên trong gia đình của mình rồi đúng không nào? Về nhà, chúng mình hãy luyện tập giới thiệu các thành viên trong gia đình của mình với các bạn trong lớp các con nhé.